Xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất về diễn biến chính trường thế giới trên kênh YouTube của chúng tôi. Và sau đây là nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Trong cuộc họp báo thường niên, tổng thống Putin đã nhận được nhiều câu hỏi xung quanh việc giá trứng tại Nga đang tăng mạnh. Bà Irina Akopova, một phụ nữ Nga về hưu, đã gọi video cho ông khi ngồi tại bàn bếp ở nhà và phàn nàn rằng giá trứng và thịt gà gần đây đều tăng vọt. Bà Akopova nói: Tổng thống Vladimir Putin, hãy thương xót những người về hưu. Lương hưu chúng tôi chẳng nhiều nhạn gì. Hãy giúp chúng tôi giải quyết chuyện này, vì chúng tôi không biết nhờ cậy ai khác. Tôi rất biết ơn và trông đợi sự giúp đỡ của ngài. Câu hỏi này phản ánh nỗi lo ngại thực tế của người dân Nga về chi phí sinh hoạt gia tăng và được đưa ra sau khi ông Putin thừa nhận lạm phát của Nga có thể lên tới 8% trong năm nay. Ông Putin trả lời, Gần đây tôi đã nói chuyện với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Nga tôi hỏi về giá trứng và ông ấy trả lời rằng mọi thứ đều ổn tôi cũng phản ánh rằng người dân đang phàn nàn về giá thực phẩm như trứng và thịt gà tăng nhanh nga đang đối mặt với tình trạng tiền lương tăng lên và nhu cầu của mọi người cũng tăng trứng và thịt gà lại là mặt hàng phổ biến được nhiều người lựa chọn và vấn đề ở đây là nhu cầu tăng cao nhưng sản xuất lại không tăng tương xứng thêm vào đó việc nhập khẩu chưa đáp ứng được nhu cầu Nguồn cung mà chúng ta có đang từ Thổ Nhĩ Kỳ, Belarus và một số nước khác nhưng vẫn chưa kịp thời. Một số quyết định đã được đưa ra và tình hình sẽ được cải thiện. Tôi rất xin lỗi về điều này, đây là thiếu sót trong công tác của chính phủ. Các ban ngành đã hứa rằng tình hình sẽ được khắc phục trong thời gian tới. Họp báo thường niên là cơ hội để tổng thống Putin trả lời câu hỏi của công chúng về mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội, đối ngoại của nước Nga cũng như các vấn đề quốc tế. Câu hỏi đáp cũng là cơ hội lãnh đạo Nga bày tỏ cảm thông với những bức xúc của người dân bình thường, sau đó yêu cầu quan chức liên quan giải quyết chúng. Chính phủ Nga vừa qua cho biết đã miễn thuế nhập khẩu 1,2 tỷ quả trứng trong nửa đầu năm tới để kiềm chế giá vốn đã tăng hơn 40% trong năm nay. Trong cuộc họp báo kéo dài hơn 4 giờ, tổng thống Nga đã trả lời tổng cộng 67 câu hỏi. Đây là lần thứ 16 ông Putin tổ chức họp báo thường niên kể từ năm 2001. Tất cả các quốc gia thành viên của EU ngoại trừ Hungary vừa qua đã đồng ý bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập liên minh với Ukraine bất chấp cuộc xung đột của nga, bỏ qua những bất bình của thủ tướng Hungary ông Viktor Orbán khiến ông rời khỏi phòng họp. Nhưng các nước không thể vượt qua sự phản đối của thủ. Tướng. Trong khi đó, thủ tướng Hungary ông Viktor Orbán cho biết một số lãnh đạo các quốc gia thành viên EU thuyết phục ông không cản trở quyết định mở các cuộc đàm phán về kết nạp Ukraine. Ông Orbán nói họ lập luận rằng Hungary không có gì để mất khi làm như vậy Thủ tướng Orbán giải thích quyết định cuối cùng về tư cách thành viên EU của Ukraine phải bắn hãng Reuters ngày 15 tháng 12 dẫn lời thứ trưởng ngoại giao nga Sergei Ryabkov tuyên bố rằng nước này sẽ đáp trả tương xứng nếu Mỹ khôi phục các vụ thử hạt nhân bên cạnh đó nhà ngoại giao nói rằng Nga không tìm cách gây ảnh hưởng cuộc bầu cử tổng thống sắp tới tại Mỹ, đồng thời ít hy vọng về sự tan băng trong quan hệ song phương, ngay cả trong trường hợp cựu tổng thống Donald Trump giành chiến thắng. Trước đó, vào tháng 11, tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành một luật vô hiệu hóa việc Nga phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện. Việc tổng thống Putin thông qua luật nói trên đã được đăng trên một trang web của chính phủ Nga và có hiệu lực ngay lập tức cả hai viện của Quốc hội Nga trước đó đã thông qua dự luật vô hiệu hóa việc Nga phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân. Trong khi đó, cùng ngày, trả lời phỏng vấn hãng truyền hình ABC của Nga, ông Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga cho biết Nga sẵn sàng đàm phán với Mỹ nhưng theo các điều kiện riêng của mình. Khi được hỏi liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có sẵn sàng hợp tác với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nếu ông thắng cử vào năm 2024 hay không, ông Peskov khẳng định Tổng thống Nga Putin sẵn sàng hợp tác với bất kỳ nhà lãnh đạo Mỹ nào nếu nhà lãnh đạo đó tính đến những lo ngại của phía Nga. Ông Peskov cũng nói rằng thế giới hiện nay kém an toàn hơn nhiều so với trước khi cuộc đối thoại gần nhất giữa Nga và Mỹ diễn ra và bị gián đoạn. Tổng thống Vladimir Putin ngày 14 tháng 12 cũng đã tuyên bố Nga sẵn sàng hàn gắn mối quan hệ với liên minh châu Âu EU và Mỹ và khẳng định Nga không làm sai khi mở kế hoạch quân sự ở Ukraine. Ông Putin cho rằng chính phương Tây đã phá hỏng mối quan hệ với Moscow. Phát biểu trong sự kiện giao lưu với người dân và họp báo lớn cuối năm diễn ra tại trung tâm triển lãm Gostini Devo ở thủ đô Moscow, Tổng thống Putin cho rằng việc tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO mở rộng một cách không kiểm soát về phía đông và 8 năm xung đột ở vùng Donbass, miền đông Ukraine là nguyên nhân dẫn đến xung đột vũ trang hiện nay ở Ukraine ông Putin chỉ rõ NATO muốn tiến gần hơn đến biên giới nước Nga, lôi kéo Ukraine vào liên minh và buộc chúng tôi phải hành động. Tổng thống Putin khẳng định mục tiêu của Nga trong kế hoạch quân sự ở Ukraine vẫn không thay đổi. Hòa bình sẽ đến ở Ukraine khi Nga đạt được mục tiêu của mình. Theo ông Putin, các lực lượng Nga đang củng cố vị trí trên hầu hết các mặt trận trong xung đột ở Ukraine. Ông Putin cũng tuyên bố việc hàn gắn quan hệ với Mỹ là quan trọng và cần thiết song hiện không có điều kiện cơ bản nào để cải thiện quan hệ. Về quan hệ với Liên minh châu Âu, Tổng thống Nga nêu rõ nước này không hủy hoại quan hệ với EU mà chính các nước EU hủy hoại quan hệ với Nga khi phớt lờ các lợi ích của Moscow. Theo ông, bình thường hóa quan hệ với EU không phụ thuộc vào Nga mà phụ thuộc vào chính EU. Cựu chỉ huy Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cảnh báo, Nguồn lực hạn chế của Ukraine sẽ khiến họ phải rút lui trong những tháng tới. Bloomberg ngày 14 tháng 12 năm 2023 đã đăng một bài bình luận của cựu tư lệnh đồng minh tối cao NATO ở châu Âu, James Stavridis. Trong bài viết, ông Stavridis đã vẽ một bức tranh u ám cho quân đội Ukraine nói rằng có rất ít lý do để mong đợi những thay đổi đáng kể trên chiến trường trong tương lai gần, ngay cả sau nhiều tháng thực hiện các hoạt động tấn công tốn kém. Ông Stavridis viết, cuối cùng các lực lượng Ukraine dường như khó có thể đẩy Nga ra khỏi phần lớn lãnh thổ hiện đang do Nga kiểm soát đồng thời đề xuất rằng Kiev có thể xem xét nhượng lại Crimea tạm thời hoặc thậm chí vĩnh viễn để đổi lấy tư cách thành viên của Ukraine trong Liên minh châu Âu và Liên minh NATO. Tuy nhiên, Moscow đã có nhiều lần tuyên bố rằng một trong những mục tiêu hàng đầu của họ trong hoạt động quân sự hiện nay là đảm bảo Ukraine giữ thái độ trung lập đối với khối quân sự do Mỹ đứng đầu, khiến Điện Kremlin khó có thể chấp nhận lời đề nghị như vậy của ông Stavridis. Mặc dù cựu chỉ huy NATO nói rằng viện trợ quân sự nước ngoài mới cho Kiev có thể dẫn đến chiến tuyến khá ổn định cho đến mùa xuân năm 2024, nhưng ông lưu ý rằng việc phương Tây miễn cưỡng phê duyệt sự hỗ trợ đó có thể đồng nghĩa với một kịch bản đen tối hơn nhiều đối với lực lượng Ukraine. Ở diễn biến khác, theo đài Sputnik, tại cuộc họp báo thường niên cuối năm vào ngày 14 tháng 12, người đứng đầu Điện Kremlin cho biết do Ukraine không nhất trí về việc phi quân sự hóa nên Nga đang sử dụng các biện pháp khác. Ông Putin nói rằng xung đột Nga-Ukraine là cuộc nội chiến. Ông nhấn mạnh những gì đang diễn ra tại Ukraine là một thảm kịch lớn. Theo Tổng thống Putin, trong nhiều thập kỷ, Nga đã cố gắng xây dựng mối quan hệ bình thường với Ukraine bằng bất cứ giá nào, song điều này đã không thể thực hiện được sau cuộc đảo chính vào năm 2014. Tại sự kiện, ông Putin khẳng định Moscow không cần thêm một làn sóng tổng động viên để bổ sung cho lực lượng Nga ở Ukraine. Đài RT đưa tin, Tổng thống Nga nhấn mạnh vấn đề về đợt tổng động viên thứ hai là câu hỏi nhạy cảm. Theo ông Putin, sau khi Moscow thông báo huy động một phần vào mùa thu năm 2022, khoảng 300.000 người đã đăng ký tham gia chiến đấu trong kế hoạch quân sự của Nga ở Ukraine. Tổng thống Putin cho biết hiện Ukraine gần như không sản xuất được gì và mọi thứ đều đến từ phương Tây, nhưng điều đó sẽ chấm dứt vào một ngày nào đó. Ông Putin nói thêm rằng phương Tây sẽ cung cấp mọi thứ mà họ đã cam kết cho Ukraine, thậm chí còn hơn thế nữa, nhưng Nga đang phá hủy các thiết bị quân sự này trong kế hoạch quân sự của mình.